Quý vị ơi, hôm bữa mình có vận động quý vị hùn tiền để làm dinh cá ông ở Nam Hải, Nam Du đó quý vị. Là hôm nay là mấy chú đang thi công nhưng mà nửa chừng thì nó đã hết kinh phí rồi quý vị ơi. Nếu quý vị nào mà có nhã tâm mà muốn giúp dinh cá ông ở Nam Hải, Nam Du đó thì quý vị hãy liên hệ và tiếp tay với Phúc Toàn để làm cho xong cái chỗ thờ cúng mộ cá ông nha quý vị. Phúc Toàn xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và rất nhiều. Và bây giờ là cái phần mà Phúc Toàn nói chuyện điện thoại với mấy chú ở ngoài dinh cá ông. Xin mời quý vị cùng lắng nghe quý vị. Dạ rồi bây giờ thay mặt em Hoàng ha, con chúc bà với mẹ Bảo Xuyên với Bảo Xuyên nhiều sức khỏe ha. Dạ.
Rồi con chào bạn về ha. Rồi rồi. Ai tào lao? Ai tào lao? À từ từ thôi, mắc mắc cổ rồi kìa. Mắc nghẹn rồi kìa. Ăn từ từ thôi, đừng có ngốn. Trời ơi, sáng giờ ta đi công chuyện đó nè. Chết luôn rồi. Dạ đó là muốn cái gì về về nó để ăn đồ cho ăn. Nó từ từ. Qua thêm thuốc. Rồi sáng hỏi chị Tiểu Phương con có mua vụ không mấy em? Đó mà chị Tiểu Phương hôm nay khỏe rồi. Vậy mấy gà khỏe không hủ? À. Rồi mấy gà có uống thuốc đều đều không? Có. Có hả? Kiếm thuốc hả vậy? Thuốc phải không? Anh hai có quen với bé này không? Hả? Anh hai có quen với bé này không? À... có quen với bé Linh không? Nó hả? Ờ. À. À... hỏi cái này á con không biết. Không biết đâu hả? Ừ. À. Cậu cho con cúp bê á. Nè chú, cứ để cúp bả giùm con em. Con cúp bê nè, con ngoái cổng trời ba đâm như trong trổ và đông cát nha. Ờ. À. Con có bài em bé hả? Con có quen với chú này không? Con có quen với chú rồi. Con có quen với chú này không? Có gặp chú này lần nào chưa? Dạ chú muốn thương con á. Chú thương con hả? Chú đâu ngồi ở trong tủ á? Chú ngồi trên cái tủ của mẹ đó. Ngồi trên tủ. Chú ngồi ở trong cái tủ quần áo á. Nè anh hai. Bé Linh mấy gà có ngoan không? Dạ bé Linh không có ngoan. Không có ngoan hả? Bé Linh không có ngoan được cậu. Giờ chú tao không có cho cái đàn động. Anh của Ân Hồng đó. Thì bữa giờ con quay ảnh đó. Nè anh hai ăn anh hai. Hôm bữa nó nói với mình gạch 100 mấy thước ta. Nó nói 120 mấy rồi đó. 120 mấy phải không? Ờ như vậy là đúng rồi. Nãy con hỏi ở ngoài là cái gạch mà mình định lót cái này nè là nó 120 à. 125 chứ, 125. Ừ, nó phải 125. Ờ, là hôm bữa chú tính ra là nhiêu ta? 44 thước là tính luôn cái thảy là cái nhà cầu rồi luôn. Ừ. Là 44 thước là nhiêu tiền? Phải mình tính nếu mà 100 ngàn thì 44 thước là 4.4 triệu rồi. Ờ. Rồi mấy cái lẻ kia chắc còn 4 triệu rưỡi cho. Vậy là có 5 triệu mấy hả? Ừ. 5 triệu mấy 6 triệu. Giờ cho 6 triệu đi, đang cho nó đủ đi. Ừ, 6 triệu là rồi còn 10 bao xi măng là 1 triệu nữa. Ờ. Đúng rồi, con sao cho con chơi á. Đúng rồi, con sao cho công con chơi. Cái công y là ăn... 2 triệu rưỡi. Đi ăn là không có 2 triệu rưỡi, nhưng mà cái 2 triệu rưỡi bị 5 triệu ngàn bước. Ừ. 4 triệu rưỡi thì nó có mới 2 triệu rồi. Ừ. 4 thước nữa là 4 năm 200 ngàn nữa. Ừ. Thì tính phóng phóng là khoảng 2 triệu rưỡi đó. Chú xích cho chọn Linh nó ngồi kế không? Lại ngồi cái cậu nè. Nhìn lên. Ngồi đó đi. Con thương cậu này không Linh? Con thương cậu này không? Cậu này hả? Cậu mướt. Cậu mướt. Cậu hai. Cậu hai. Cậu hai mướt. Cái này con cho ông ba mua cho con. Ừ. Cảm ơn vô mã bả. Gắn hình chưa? Gắn hình rồi mà cái máy điện thoại tao chụp hình được. Chụp lấy cái điện thoại. Nè chú ăn trong chơm đi chú. Mới ăn cơm ngồi quá. Ông với nó mới ăn xong luôn hả? Mới ăn xong. Cũng bả lại cái
Nếu như vậy là cái tiền gạch là 6 triệu, còn tiền ổng là 2,5 triệu phải không? Là giống như 9 triệu chưa được 10 triệu. Trong vòng 10 triệu tới lại. Trong vòng 10 triệu là đủ. Rồi anh chị Mạnh Thường Quân nào mà muốn giúp bé Linh mà lót cái nền nhà đó thì trong vòng 10 triệu đó quý vị ơi. Thì Phúc Toàn cũng rất mong là quý vị chung tay góp sức để cho Phúc Toàn có tiền để làm cái nền cho con bé Linh nó sạch sẽ nha quý vị. Thì cái tiền hôm bữa người ta cho chú đó thì cũng còn, nhưng mà tại vì mình muốn dành cái tiền đó để cho bé Linh nó xài, thành ra nếu mà lấy cái tiền đó ra thì cũng được nữa, nhưng mà nó được có 20 mấy triệu à. Mà nếu mà lấy cái tiền nó ra nữa thì bé Linh nó còn có 10 mấy triệu thì nó cũng không có đủ. Rồi thành ra nếu quý vị nào mà thương bé Linh nữa mà muốn giúp cho bé Linh mà có cái nền đàng hoàng á, thì quý vị quyên góp giùm Phúc Toàn là khoảng 10 triệu đó quý vị ơi. Vợ nó chút không hút chút đợi về. Một người rồi ông mà ông than khổ, còn mãi ba người cái gì. Ông này thì cũng giống như Linh vậy đó, không có quậy quạng gì trơn á. Tối ngày chỉ ăn uống rồi yoga ông cũng làm tiếp được. Thì nói chung là ổng với Linh là giống nhau đó. Nhưng mà cái con búp bê mà nó lấy ngoài chợ không có ấy đó, 50 ngàn đó. Không biết lột quần áo người ta bỏ đâu mất tiêu, còn trường trần. Thấy gì giận quá đem búp bê của Toàn cho để ấy rồi gửi biên đem cho tổ khác rồi cái lột cho nó gì nữa. Rồi lâu đem ra cho nó chơi vậy đó. Uống phê là gì đó, trong vòng tích tắc là sạch ly vậy đó. Chứ phải uống như mình mà lay gai từ từ đâu. Ảnh quất cả là gì đó, cạn tàu gáo máng rồi xong là thôi. Đâu đi uống đâu. Ăn đi rồi hồi hút sao anh. Có cái cô đó, cổ kêu đó là con hỏi gạch đồ đi coi bao nhiêu tiền, nếu mà cổ giúp được một mình cổ á thì cổ giúp, còn nếu mà nhiều quá đó thì cổ kêu bạn bè đồ chia tiếp đó. Là cổ cũng hứa đó, cổ kêu hỏi giùm đi là cái số gạch là bao nhiêu tiền với cái tiền công là bao nhiêu. Mình tính không một trong vòng 10 triệu trở lại là cái. Dạ thì con nói rồi đó, con nói trong vòng 10 triệu đó, cô bác nào anh chị nào muốn giúp cho bé Linh có cái nền nhà mà sạch sẽ đó thì cô bác giúp cho Linh khoảng 10 triệu. Còn cái tivi là chưa có ai giúp hết trơn bé Linh này. Cái tivi là khoảng 3 triệu mà. Để nó đi rồi chú xin giùm con cái tivi ha. Để cho con coi mẹ ha. Chịu không? Không chịu. Chịu không? Con có phải màu tím đâu. Mà con chịu có cái tivi để coi hình mẹ không? Con có phải màu tím đâu. Con phải màu tím hả? Con để trong tủ rồi, ba cắt rồi. Bữa nay hết tóc quá đẹp luôn. Ba dẫn thì là tiệm nam hết không? Con có phải màu xanh đâu mua. Chứ giờ hết khe nữ nó rồi ai gọi tấm gọi nó ra ấy nữa. Dạ. Vậy cái tấm gọi cái gọi soi khô. Chứ ở đó bây giờ nữ là ai chảy chút ai vậy. Anh hai ơi, cái phần của bé Linh nó xong rồi đó, còn cái phần của anh á, anh có muốn cắt cái nhà mới không hay là để cái nhà cũ ở? Dạ. Anh có muốn cắt cái nhà mới không để cho có chỗ ngủ đàng hoàng không hay là muốn ở cái nhà cũ? Trời ơi, lịch của nhà nước đưa xuống đó ở nhà cũ. Ở nhà cũ phải không? Ừ. Là không có cho các nhà không mới. Không có phải đen thùi lùi như vậy mà có hoài ở nhà cũ là cái nhà của mẹ nước đó. Ờ. Là không có được các nhà mới phải không? Ừ. Vậy là hai mới phải ở nhà cũ vậy đó. Ờ. Tại cái số rồi phải không? Nhà cũ là cái nhà mà anh người ta để mẹ nước vô, người ta nấu chôm chôm á, thơm á. Ờ.
là nhà cũ. Là anh hai là chỉ được ở nhà cũ thôi phải không? Chứ không được nhà mới phải không? Rồi Di Tiêu luôn rồi, vậy anh hai với Hữu Phước là ở, anh hai với Trọng Hữu là ở nhà cũ luôn rồi. Là không có đường nào mà ở nhà mới được hết trơn phải không? Chết luôn rồi Hai Mướt ơi. Rồi chừng nào Hai Mướt mới hết khổ? Dạ. Chừng nào Hai Mướt mới hết khổ? Hả? Chừng nào Hai Mướt mới hết khổ? Con á hả? Không hết đâu, chắc không hết đâu. Là khổ hoài luôn vậy. Chắc không hết. Chưa có điện, chưa có bắt qua điện. Mới ra cửa là hôm qua. Chết bà nội rồi, vậy Hai Mướt không thì suốt cũng đỡ là khổ hoài luôn. Để coi cái này câu qua cái này thấy không ta? Anh hai nhìn bé Linh anh hai thương không? Anh hai nhìn bé Linh anh hai thương không? Nhìn nó thấy thương không? Nó hả? Con cấp bay màu xanh đâu mà. Trời ơi, hai gạt nó được. Nó khôn lắm hả? Nó khôn dữ lắm, dễ gì gạt. Mà anh nhìn nó thấy tội nghiệp không? Nó cũng bệnh giống anh này nè. Nó hả? Nó bệnh giống anh luôn á. Bà khôn lắm hả? Khôn dữ luôn. Để đi đâu tầm mấy đâu. Bà bả mà đi bắt cá rồi đó nghe không? Nó ở nhà đó, nó thấy bả đi về đó, trời ơi má quá đi. Nó khôn dữ lắm. Nó khôn dữ lắm phải không? Kìa ông nói bé Linh này là dễ dàng mà gạt nó được, nó khôn dữ lắm. Rồi ông nói má nó giữ kỹ dữ lắm, bả đi bắn cá đó là không có ai mà ấy nó được hết trơn á. Nó bệnh giống anh đó, anh nhìn biết không? Nó bệnh giống như anh vậy đó, anh nhìn biết không? Nó lấy con cốc bơi mà lấy mái tóc vào mà nhổ cái đầu không luôn phải, à? Không phải nó bệnh. Vậy chứ bị gì? Không phải đâu. Do nó nghèo. Do nó nghèo hả? Rồi bị bệnh. Không phải bị bệnh. Không phải bệnh hậu, không phải. Do nó nghèo. Do nó nghèo phải không? Nó mới bị vậy phải không? Hả? Do nó nghèo nó mới bị vậy phải không? Không có phải do nó nghèo nó bị vậy, không có phải do nó nghèo đó. Rồi ông tống cho nó đạp. ai tống cho đạp nó bậy vậy? Ông nội á. Ông nội á hả? Ông khó lắm. Ông nội của bé Linh á hả? Ông khó lắm. Ông nhậu vụ về tới đó ông tống nó đạp, ông khó lắm. Như vậy là nó bị ông nội quánh mà nó bị vậy đó phải không? Ông khó lắm. Ông nội khó lắm đó. Hồi lúc ông xin bé Linh về ông có trình với cô Quyền không? Có chứ. Có phải không? Là bên trên cái dòng họ này có thờ cái ông Táo, ông Phật Táo, cái ông Táo đó. Rồi đem về ký bán cho nó 12 tuổi nam á. Đúng 12 tuổi là cúng con heo. Còn nữ thì cúng cái thủ dĩ dữ dội á. Dạ. Nó cũng theo quy tắc đó luôn á. Không mà lúc mà trời cúng của Quyền là bàn thờ nhà kìa, bàn thờ nhà của ba của ông đó, ông có cúng không? Ông có trình không? Lúc trước mà chú ở dưới hầm mà ta giải thể ta về thì chú ở cái đậu bên nhà Út ở bên đó mà. Là chú có thắp nhang trình của Quyền là bữa nay con xin đứa con vậy đó phải không? Có đầu hoàng hết chứ. Dạ. Vậy là nó bị ông nội quở phải không? Nó bị ông nội quở mà nó bị bệnh phải không? Nó hả? Không phải. Vậy chứ sao nữa? Ông khó lắm. Ông khó lắm hả? Ai mà băng keo vô gà điều đó mà chắp cây cửa đó mà băng chặt cây cửa đó. Ông khó lắm không? Ai mà hỏi ông dồi đó là ông băng dồi đó nha. Đụ ngựa thử ai mà còn ai tháo băng keo bậy là dập ổng đó. Khó lắm. Là ông nội ruột hay ông nội ghẻ? Ông ruột đó hay ông khó lắm. Ông ruột của nó đó hả? Khó. Vậy là ông nội ruột của nó khó lắm. Thì bởi vậy người ta mới quở. Chứ ông nói ông nội nội ghẻ thì đâu có đâu. Là ông nội ruột quở nó phải không? Cái ông ruột ông khó lắm. Là ông quở nó thành ra nó bệnh đó phải không? Ở bên nội mình đâu có biết được đâu. Thì đó ông nói đó là bị bên nội quở đó. Thì cái kiểu cho đi mình cũng đâu biết được cái gì đâu.
Thì giờ ông nói gì mình nghe thấy chứ biết gì giờ. Ông nói nhiều cái đúng lắm đó, mà cái vụ này thì mình không biết sao. Không mà mình phân ra thì cũng đúng đó, bà kia bà cho mà bên nội đâu biết đâu. Mình cũng đâu có biết bên nội. Mình cũng đâu biết bên nội nó là ai đâu. Cái này nè, lúc đó cái chị đó chỉ đẻ ra rồi chỉ cho ông chú nè. Rồi ông chú nuôi tới bay lớn đó, thành ra ông nội ruột đâu có biết ở đâu đâu. Phải mình biết ông nội ruột nó ở đâu mình cúng cho nó. Phải không? Mình cúng là nó bớt phải không? Mà bây giờ ông nội ruột biết đâu cúng. Ông nội tôi biết. Mà bây giờ lỡ người ta cũng không nhìn nữa không chừng nữa. Vậy là khó lắm phải không? Bệnh nó còn khó hơn ai mướt nữa phải không? Hết cứu luôn. Bây giờ cái phần của bé Linh nó thì nhiều người thương, nhiều người giúp rồi. Chỉ có cái phần của hai mướt nè, là bây giờ là phải chịu khổ suốt đời luôn phải không? Hả? Cái phần của hai mướt á, cái phần của anh á là bây giờ chịu khổ suốt đời luôn phải không? Tôi hả? Ờ. Đâu có. Vậy chứ sao? Chừng nào mới hết khổ? Trời ơi, giặc nó tới là người ta đưa lính tới là quýnh liền á. Mà cái lệnh của người ta sai khó lắm. Như vậy là anh sắp hết bệnh rồi phải không? Hả? Vậy là anh sắp hết bệnh rồi phải không? Không phải. Trời ơi, để nói nghe. Cái mâm nhậu của người ta nó vậy nè. Nó từ trong tới ngoài khách không à. Nó rồi người ta sai vậy đó, rồi nó làm cái chuyện vậy đó, đâu có được. Người ta khó lắm. Anh thấy nó tội nghiệp quá không? Mới có mày lớn tuổi à, mới có 13 tuổi à, là bị bệnh rồi đó. Anh hồi đó 19 tuổi mới bị bệnh, còn nó mới 13 tuổi, mới có 3 tuổi là nó bệnh rồi chứ. 3 tuổi là nó bệnh rồi. Anh 19 tuổi anh mới bệnh. Anh thấy nó khổ hơn anh không? Bên vợ gốc nhà cũng gần gần với nhà vợ gốc nó nói cái gốc bên chỗ này. Lớn lắm. Đúng gì rồi đâu, rồi thằng ông bà vậy đó. Rồi. Rồi cái con cháu đời sau đó bỏ tới mấy đời luôn, rồi xong cái đời sau này mới cúng lại. Bởi vì bị hành á. Anh hai ơi, anh á là giống như là bị hành rồi bị bệnh luôn phải không? Anh á là giống như bị hành xác rồi bị bệnh luôn phải không? Không phải. Vậy chi bị gì? Bị gì mà anh ra nông nổi này? Cái tánh của người ta nó ngộ lắm. Tánh ta ngộ lắm hả? Cái này ai mua nữa vậy? Thì đó, tao có lấy con ta 50 ngàn đó. 50 ngàn chứ gì đâu, mấy cuốn sách đó rồi. Có hốt của người ta tính có thể 65 ngàn. Em bé nè. Chịu không? Thích không? Khoảng cấp 3 em bé. Nè, nó biết mở mắt nữa nè. Nè, nó mở mắt nè, nhắm mắt nữa không? Thấy không? Nhắm mắt cho tao ngủ à. Nó mở mắt, nhắm mắt nè, thấy không? Mời nó đi làm xuyên rồi, thuốc nó là 3 tay. Thuốc hết hả? Mỗi lần lấy như là nhiêu tiền chú? Mình lấy thuốc thì không có tốn tiền, tốn tiền xe với ăn uống. Dạ. Một cái ghế là từ đây tới luôn xuyên là 55 ngàn. 55 ngàn hay là 101. 101 tới xuống, nó đâu có chạy gì, xe ông ra, nó ra ở đâu chạy vô, đặt đi đâu. Xuống xe đi xe. Hôm ra mà ông ra ôm đó, yeah. Hai người đó, vô tới cho Hương là 30 ngàn. Rồi bắt đầu mình mua cơm, mua việc cái nọ, cái đi xe ông ra chở đâu đó 30 ngàn nữa. Rồi ngồi đó chờ xe nó về đây. Yeah. Rồi tức là 55 là 101. Yeah. 101 rồi ăn uống rồi, có khoảng 200 trở lại rồi mình đủ đi rồi. Dạ. Yeah. Ông thứ mấy? Thứ năm. Anh hai ơi, anh nhìn ông năm này.